Em xin chào cô và tất cả các bạn. Em tên là Trịnh Hoàng Vũ, lớp 9A. Lớp 9A2 học tại trường Hoàng Việt. Em sinh sống ở Phước An, tỉnh Đắk Lắk. Và đây là bài làm của em. Cô chạy đi cô. Bài làm của em gồm có tất cả bốn nhân vật. Đầu tiên là ngôi sao, thiên thạch, mây và con tàu. Khi chạy thiên thạch này, các bạn phải di chuyển sao cho đừng cho tàu đừng đụng với thiên thạch. Nếu đụng thiên thạch là con tàu sẽ phát ra một tiếng động rất lớn và phá hủy tất cả, phá hủy con tàu của bạn và trò chơi sẽ kết thúc. Và khi các bạn né được tất cả viên thạch thì bạn sẽ nhận được một số điểm tương ứng. Và khi chạm vào thiên thạch thì nó sẽ tạo ra một tiếng nổ. Trò chơi kết Và thúc bài đúng làm của em đến đây kết thúc. không Quang? Rồi, cô cảm ơn Quang. Thế thì trong cái bài này thì Quang thích nhất là phần cốt nào? Đoạn nào? Đoạn lập trình nào? Dạ, đoạn random mất cơ. Đây á. Tại vì nó cho Đây. Đúng không Quang? Dạ đúng rồi cô. Ừ, vì sao? Dạ tại vì nó cho em những cái bất ngờ khi mà khi chơi trò chơi con tàu đó, mình sẽ không biết được nó sẽ rơi xuống những cái gì mà rơi xuống ở đâu để mình có thể kịp né. À rồi. Tức là bạn ấy có cái quan điểm rất rõ ràng, tức là bạn ấy thích cái câu lệnh random chấm ra đi này, bởi vì là nó sẽ cho thiên thạch, ngôi sao và mây xuất hiện một cách ngẫu nhiên và sẽ cho chúng ta những cái bất ngờ và những cái khó hơn trong cái phần bài làm của mình. Thế thì Quang và tất cả các bạn cùng lưu ý là khi mà chúng ta dùng lệnh random chấm ra đi thì chúng ta sẽ phải thêm cái thư viện gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải import thư viện gì? Random. Đúng rồi, import từ viện ban được. Import Thế thì trong toàn bộ cái bài này thì Quang còn chỗ nào khó hiểu và cần hỏi cô và các bạn không? random. Dạ không cô. Ừ, thế thì cô hỏi cái đoạn này một chút. Cái lệnh số dòng số 92 này nó có tác dụng gì? Đau cổ em phải. Đơ rồi cười. Sao con? Nó đơ em không thấy. À không thấy à? Ồ rồi, thế thì có lẽ là mạng chỗ con là hơi sẽ nó sẽ hơi chập chờn. Được rồi nhá. Thế thì cô nhận xét một chút về bài làm của bạn Quang này. Bạn Quang ấy thì trong quá trình học là bạn ấy rất hay gặp lỗi. Thế nhưng mà cái ưu điểm của bạn ấy là bạn ấy cũng rất chịu khó hỏi bài giáo viên, hầu như hôm nào bạn ấy cũng hỏi. Cứ đến buổi học tiếp theo là bạn ấy lại hỏi. Và để nhờ cô sửa lỗi. Thế thì trong cái buổi thuyết trình ngày hôm nay thì cô thấy bài làm của bạn ấy khá là tốt. Không có một cái lỗi gì cả. Đấy. Và vừa rồi cô chỉ phải chỉnh để cho nó thuận tiện hơn trong cái việc bạn ấy thuyết trình thôi. Thế nhá, thế thì cô nghĩ là cái việc học lập trình thì cô cũng nghĩ là Quang cũng mới học lập trình đúng không Quang? Dạ đúng rồi cô. Ừ, bởi vì là trong quá trình học lập trình thì bạn ấy nhiều phần bạn ấy thể hiện là bạn ấy chưa quen lắm với cái việc thao tác với phần mềm cũng như với câu lệnh. Nhưng mà chuyện đấy thì không sao cả. Được chưa? Thế thì sau cái khóa học này thì Quang cũng như tất cả các bạn khác cũng đã được làm quen với những cái câu lệnh, và những câu lệnh này thì các con có thể sử dụng rất là lâu dài, lên trung học phổ thông, lên đại học rồi đi làm các con cũng vẫn học những câu lệnh như thế này nhá. Đấy. Thế thì dự án hôm nay của con thì khá là tốt, không có một lỗi gì cả, bởi vì thực ra là rất chịu khó hỏi bài hàng tuần rồi, thế nên là bài tập cũng khá là tốt nhá. Thế cô cảm ơn bạn Quang nhá.